Các nhà lãnh đạo châu Á hôm 30 tháng 5 cân nhắc tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Hội nghị Tương lai châu Á ở Tokyo. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad kêu gọi Mỹ chớ khiêu khích Trung Quốc bằng cách gửi tàu chiến hoặc ép Bắc Kinh vào bàn thương lượng, đồng thời nói thêm rằng Malaysia có thể tận dụng công nghệ của Huawei. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng Trung Quốc làm rất tốt việc gửi kèm viện trợ với các khoản vay mà họ cung cấp. Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt cho rằng thế giới sẽ không thể vận hành nếu bị chia ra thành hai khối với các hệ thống riêng biệt, công nghệ và kinh tế. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ tăng nhiệt cao độ đầu tháng này sau khi chính quyền Trump tố cáo Bắc Kinh nuốt lời với các cam kết đã đưa ra về chuyện thay đổi cơ cấu trong cách thực hành kinh tế, và Mỹ sau đó đã ban hành chế tài thương mại đối với Huawei.